Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh video của mình. Hôm nay mình chia sẻ mình đang đi tìm cây vi sinh các bạn. Mình đang ở ngoài cánh đồng lúa này nha. Đây các bạn. Đây mình đang đi ra ruộng mình tìm cây vi sinh nè. Đây các bạn. Các bạn thấy gì không? Wow. Rất là nhiều nghe các bạn. Súng nè. Súng này trồng vi sinh rất là hay nha các bạn. Đây có bông luôn các bạn ơi. Đây các bạn thấy gì không? Đây. Cái này thì nuôi cá là hết bài luôn các bạn ơi. Các bạn thấy gì không? Cây nó xíu rồi. Đó. Bây giờ mình nhổ lên, mình đem về mình trồng nha các bạn. Trồng cho hồ cá bằng màu nha. Cây này nó thân nó rất là ngắn các bạn, không có dài đâu. Xíu này. Nè các bạn. Cây nhỏ quá, quá nhỏ luôn. Bạn thấy không? Mình sẽ nhổ cái này về đi. Xíu ấy. Đá nhỏ rồi. Mình nhổ ít cây nha các bạn. Bông quá trời bông. Rong nữa nè. Rong hộp nữa các bạn. Những cây này mình trồng dưới nước là hết bài luôn các bạn. Đang ở dưới nước nè. Cây nhỏ nằm dưới nước. Các bạn thấy không? Quá trời cây luôn bạn ơi. Bông cỏ nè. Rồi cho chim ăn các bạn. Cỏ này chim thích lắm. Rồi một hộp nữa nè. Rong này về cho nuôi cá bảy màu nha các bạn. Quá trời luôn. Có cái cây gì nữa nè. Lạc giữa này luôn. Cây này giống cây súng. Nhỏ xíu các bạn ơi, còn rất là bé nha.
đồng luôn nha bạn ơi. Bây giờ mình chiền quá, quá trời luôn các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ, comment ủng hộ mình làm các video tiếp theo các bạn. Mình nhổ thêm vài cây nữa nha. Cái này mình sẽ trồng trong phòng cá nè. Đó, cho nhỏ xíu luôn. Chút ép luôn mà. Nhỏ dưới đây đủ quá nè các bạn. Nhiều lắm nè. Thấy không? Rất là nhiều. Lá bé, thèo teo. Bông nhỏ xíu xíu. Mình nhổ đi. Nhổ dưới mình trồng đi. Thêm vài cây nữa nha. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, share for more best. Cảm ơn, mình kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn thấy gì không bạn? Còn không bạn? Đây, còn mình nuôi cá nè. Con nho này các bạn ơi. Đây, mình sẽ lấy về nha. Mình lấy gì mình nuôi cá bạn ơi. Quá trời rong luôn nè. Bạn thấy không? Trong lúa này, lúa đang chín nè. Mình đánh ở đây, đủ vậy.